Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện đang thiếu hơn 118.000 giáo viên, trong đó tỉnh Hải Dương thiếu hơn 3.600 giáo viên. So với năm học 2022-2023 vừa qua, năm học 2023-2024 tới đây, cả nước thiếu thêm hơn 11.000 giáo viên, trong đó thiếu nhiều nhất là cấp mầm non, tiếp đến là cấp tiểu học, lần lượt là gần 52.000 và hơn 33.000. Nguyên nhân thiếu giáo viên là do số trẻ mầm non và học sinh các cấp tăng so với năm học trước. Tỷ lệ học 2 buổi mỗi ngày và số giáo viên nghỉ hưu đều tăng, Ngoài ra, do các địa phương chưa tuyển hết số chỉ tiêu biên chế được giao và việc dồn các điểm trường lẻ về điểm trường chính cũng dẫn đến tình trạng thừa cục bộ ở một số địa phương và một số môn học. Tại Hải Dương, tòa tỉnh hiện đang thiếu 3.614 giáo viên, trong đó khối tiểu học thiếu nhiều nhất là 1.460 giáo viên, mầm non thiếu 1.165 giáo viên, chùa cơ sở thiếu 717 giáo viên, còn lại là khối chùa phổ thông tuy nhiên số biên chế được tỉnh giao chưa sử dụng là 1.417 biên chế do chưa tuyển dụng được do yêu cầu tinh giản biên chế của chính phủ nên các đơn vị chưa tuyển dụng mới để cân đối giáo viên việc thiếu giáo viên khiến các trường học gặp khó khăn nhất định nhất là khối các trường trung phổ thông hầu như không có giáo viên môn mỹ thuật và môn âm nhạc nên không tổ chức trò sinh lựa chọn hai môn học này